Tính pH của dung dịch có nồng độ H cộng là 10 mũ trừ 2 mà lớn, đúng không ạ? Đó là câu A đề nó hỏi. Thì công thức pH thì cho trong tài liệu của chúng ta rồi, đúng không ạ? pH bằng trừ log nồng độ H cộng. Nồng độ H cộng thì các bạn để trong dấu ngoặc vuông, đúng không? Cứ thế gắn công thức vào thôi. Thì trừ log nồng độ H cộng sẽ bằng gì? À, trừ log, đúng không? Nồng độ H cộng. Độ H cộng đây là 10 mũ trừ 2. Vậy là trừ log 10 mũ trừ 2. Rồi, nhập đúng y chang như vậy. Em mở máy tính ra. Rồi, không còn có máy tính. Không, chúng ta mở máy tính ra, chúng ta bấm nè. Biết nút lock không? Lock này các bạn học ở năm lớp 12 các bạn mới được học ha. Còn bây giờ thì chúng ta chưa học cái này. Ok. Trừ lock nồng độ H cộng không? Trừ nè. LG thấy không? Nãy nhập nút LG. Trừ lock nồng độ H cộng. Nồng độ H cộng 10 mũ trừ 2. 10 mũ trừ 2. Rồi, right. Xong. Các bạn ra giá trị thấy không? Là bằng 2, thấy chưa? Điểm này là pH bằng 2. Là pH của dung dịch là bằng 2. Rồi tính pH rồi. Mình tính pH rất là dễ. Xong, kết thúc ở đây. Rồi câu B. Tính pH của dung dịch có nồng độ H trừ là 10 mũ trừ 4. Đúng không ạ? Thì các bạn tính nồng độ của BOH. Rồi sau đó chúng ta chuyển qua. Tại vì đề đang cho chúng ta giá trị của OH trừ. Cho đó các bạn phải tính nồng độ của BOH. Cho đó xin lỗi tôi nói không? Tính là cái giá trị của BOH. Bằng công thức cũng tương tự tôi cho trong các nhóm học của tôi. Đúng không ạ? Trừ log của OH trừ, trừ log nồng độ OH trừ, trừ log nồng độ OH trừ, đây là 10 mũ trừ 4, 10 mũ trừ 4, trừ log 10 mũ trừ 4 đấy. Rồi ok, rồi nhập máy tính nào. Trừ log 10 mũ trừ 4, vậy sửa trừ 2 là số 4 là xong, thì ra bằng 4, đúng không? Đúng là chúng ta có là giá trị của BOH. BOH sẽ bằng 4. Mà mình có cái hệ thức là gì? Mà mình có hệ thức là gì? B H cộng cho BOH thì bằng 14, đúng không? Tức là bằng 14 đấy. Vậy suy ra BOH sẽ bằng BH trừ cho BH trừ cho sẽ bằng 14 chứ? Bằng 14, bằng 14 trừ cho giá trị của BH. À, ok, đổi cái này hơi nhầm một xíu. Này chúng ta phải đổi là BO BH chứ, đang tính BH mà. BOH thì có sẵn là BOH có 4 trên nè, giá trị là 4 phải không? Vậy là BH bằng 14 trừ cho BOH là 14 trừ 4 bằng, nếu tính bắp. Đúng không? Không thôi là nhầm được, ra 10. Rồi vậy thôi, các bạn có gì không rõ chúng ta có thể bình luận ha. Nói chung câu này có là câu rất là nền tảng. Làm cẩn thận câu này. Rồi vậy thôi. À quên, khi chúng ta làm cái giá trị mà ra BH thì chúng ta coi, chúng ta có thể phán xét dung dịch mang tính acid base. Đúng không ạ? Nồng độ H cộng là 10 mũ trừ 2 là bằng 0,01. Đúng không ạ? Nó là thiên về tính acid. Vì đó pH các bạn bấm ra bắt buộc phải nhỏ thu 7. Tại vì dung dịch có tính acid mà. Còn câu B á, ý B á thì nó ghi là nồng độ H trừ bằng 10 mũ trừ 4. Đúng không ạ? Tức là nó thiên về tính bay. Và thiên về tính bay thì pH các bạn bấm ra chắc chắn phải lớn hơn 7. Thì các bạn bấm ra giá trị là 10 này, thấy chưa? Là pH bằng 10 đấy, tức là lớn hơn 7 đấy. Thì nó mới hợp lý được. Còn khi dung dịch có tính acid mà chúng ta bấm giá trị pH mà ra lớn hơn 7 là sai. Hoặc ngược lại, dung dịch có tính bay mà các bạn bấm pH lại ra giá trị nhỏ thu 7, dù ra 1,5 hay là 2 gì đó thì chắc cú là mình sai. Rồi vậy thôi, chúng ta phải đi chỗ này ha. Để minh định, rồi có gì không gọi có thể bình luận.